360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc, công việc thuận lợi. Hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2.0 SLX. Đây là cái phiên bản full kịch đồ và là cái phiên bản nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc và là một trong những chiếc xe mà nhập về những cái lô cuối cùng ở Việt Nam mình. Tại vì như quý vị bạn đã biết đến năm 2011 là thông tư 20 đã được thực hiện, đó chính là không được nhập khẩu tự do nữa, cho nên những chiếc xe ở phiên nhập nội địa của Hàn Quốc như những chiếc xe Santa Fe SLX 2.0 này thì không còn được nhập về Việt Nam nữa, mà hãng Hyundai Việt Nam mình đã nhập về những chiếc xe mà nó ở theo tiêu chuẩn của Việt Nam mình thôi, nhập theo cái tiêu chuẩn Việt Nam mình thì không còn được là những chiếc xe nhập nội địa của Hàn Quốc nữa. Tại sao nó có khác nhau như thế nào không thì là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Hyundai SLX này ạ. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ quay một vòng quanh về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem qua về chiếc xe Hyundai Santa Fe 2.0 phiên bản SLX này, để cho quý vị và các bạn cùng xem nó còn đẹp hay không. Thì quý vị và các bạn cùng xem clip của tôi quay đây ạ. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới nhận được của chủ xe cái là chủ xe mua xe khác của tôi và tôi sẽ nhận lại chiếc xe này, coi như là trao đổi xe. Tôi đem ra đây và quay lên đây cho quý vị và các bạn cùng xem luôn ạ. Chiếc xe vừa mới nhận từ chủ xe đây ạ. Đây là chiếc xe phiên bản Hyundai Santa Fe 2.0 SLX và là cái phiên bản nhập nội địa của Hàn Quốc đấy ạ. Phiên bản này trên thị trường Việt Nam thì rất là hiếm. 2.0 động cơ EVGT, SLX là cái bản full option hết rồi, cửa nóc đầy đủ, điều hòa tự động hai vùng, hộp lạnh, loa JBL, đèn pha bi xenon, rửa đèn pha đầy đủ hết cả rồi đấy ạ. Từ phiên bản 2009 nên thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe SLX này là cái động cơ mới, động cơ EVGT đây ạ. Từ 2009 thì bắt đầu đã có EVGT rồi, trước đó chỉ là VGT thôi. Chiếc xe còn rất là mới, rất là bóng bẩy ạ, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái phần ba rờ sốc sau của xe, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Chiếc xe đã được trang bị cảm biến lùi, camera lùi có hết rồi ạ. Đây là cái phần đầu hay còn gọi là ba lần sốc trước của xe đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, rửa đèn pha, cảm biến trước, đèn gầm, đèn led đã có đầy đủ hết cả rồi đấy. Và điều đặc biệt là chiếc xe này chưa có đâm đụng hay chưa va chạm gì cả, tất cả con đường xi nhan cũng đã được tích hợp trên chiếc gương chiếu hậu này nữa. Và cái điều đặc biệt tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem thì quý vị các bạn có thấy cái gì đây không ạ? Đây ạ. Đây là những cái phần dán bảo vệ mà chủ xe đã lắp vào đây ạ. Đây cũng thế này, đây là cái phần dán để chống nước mưa đấy ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm. Và tất cả ở những cái cánh cửa chủ xe cũng đều dán này. Chủ xe đều dán hết từ những cái mép cánh cửa này. Tất cả xung quanh xe luôn ạ. Chủ xe rất là cẩn thận. Đây, chủ xe cũng đã dán hết lên những cái này để chống va đập cửa đấy. Chống va đập cửa đấy, điều này chứng tỏ là chủ xe rất là cẩn thận. Chủ xe rất là cẩn thận cho nên là chiếc xe này rất là đẹp ạ. Chủ xe rất cẩn thận và kỹ tính, dán hết cả gương. Cho nên là chiếc xe còn rất là đẹp. Đây là cái cụm đèn pha của xe. Cụm đèn pha đã được tích hợp lên là pha bi xenon. Đây, tôi quay gần và quan sát cho quý vị các bạn xem. Đèn pha bi xenon và điều đặc biệt nữa là đèn pha này tất cả còn nguyên bản, chưa có xước sát gì cả. Tất cả còn rất là đẹp. Và đây là cái cặp đèn gầm của xe. Cặp đèn gầm thì bên trên cặp đèn gầm này là một cái giải đèn led. Đèn led hay gọi là đèn daylight đấy. Rất là đẹp. Và tôi quay sát thì quý vị các bạn cũng xem thế đây ạ. Tất cả từ những cái mặt vết sơn này nó chỉ là bẩn thôi. Đi đường là những con muỗi nó bay vào là nó bị chết ở đây. Tôi chưa rửa xe cho nên là chưa đánh bóng, chưa rửa xe, chưa dọn dẹp gì cả. Cho nên là nó còn bẩn như vậy, nếu như dọn dẹp đi rồi thì nó sẽ rất là đẹp. Đây là cái la răng và dàn lốp của xe đây. La răng 5 cánh kép rất là khỏe mạnh.
và dàn lốp thì còn rất là dài. Dàn lốp này thì chủ xe cũng mới thay thôi, cho nên là đi còn rất là đẹp, đi còn rất là được lâu luôn đấy, lâu mới phải thay cái dàn lốp. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất. Xe là nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc, toàn tiếng Hàn thôi. Và đây là cái năm sản xuất đấy, năm sản xuất 2011 đấy. Đấy, quý vị, năm 2011. Đây chính là một trong những chiếc xe mà thuộc cả lô cuối cùng của Santa Fe nhập nội địa về Việt Nam mình đấy. Nhìn về tổng thể về chiếc xe thì chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là đẹp và rất là đều xe. Chủ xe đi rất là giữ gìn, cho nên cái phần ngoại thất đã đẹp rồi. Tí nữa tôi quay và giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất thì quý vị các bạn thấy nó được đẹp như thế nào đấy. Sơn nguyên bản theo xe còn rất là nhiều, cho nên là chiếc xe rất là bóng bẩy. Đây là cái cụm đèn hậu của xe. Cụm đèn hậu của xe cũng còn rất là đẹp, chưa có dấu hiệu của sự nứt vỡ gì cả rồi. Tất cả còn rất là đẹp. Cụm đèn hậu của xe đấy, rất là đẹp, mặc dù chúng tôi chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp, chưa có làm gì mà rất là đẹp như này rồi đấy. Đây chính là phiên bản SLX. Phiên bản Santa Fe thì có SLX và MLX. SLX là cái phiên bản đủ nhất, là cái phiên bản cao cấp nhất, full đồ nhất, full option hết rồi, tiêu chuẩn cao nhất rồi. Santa Fe, đây chính là chiếc Hyundai Santa Fe SLX. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp, rất là đều xe đấy. Phiên bản này thì cực kỳ hiếm tại thị trường Việt Nam vì 2011 là đã bị cấm nhập khẩu rồi, không nhập được về Việt Nam nữa, cho nên là những chiếc xe Hyundai Santa Fe 2.0 SLX này thì cực kỳ hiếm ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì trời rất là nắng nóng, cho nên là tôi cũng sẽ cố gắng quay nhanh lên cho quý vị và các bạn cùng xem thôi, chứ vì là rất là nóng. Đây là cái phần cánh cửa bên trước đây, quý vị các bạn cùng xem qua. Chủ xe cũng đã rất là cẩn thận này. Đây là lắp thêm về cái đèn soi logo ở dưới bậc cửa này, và rèm cửa này. Đây là chủ xe cũng đã lắp lên là và rèm cửa. Và xe thì đã trang bị sẵn là nội thất da cao cấp. Đây thưa quý vị các bạn, nội thất da cao cấp này. Đây tôi mở cái cửa nóc này lên cho nó thoáng, để cho nó sáng cái nội thất để cho quý vị các bạn cùng xem. Đây cửa nóc này, cửa nóc này, nội thất da cao cấp, nội thất da pha mấy cái phần nhung, kết hợp với cái phần nhung đây, rất là sang trọng, nguyên bản của xe đấy. Nội thất rất là đẹp và vẫn còn nguyên bản của xe. Và ghế cũng là ghế chỉnh điện rồi đấy. Cái phiên bản tiêu chuẩn full kịch đồ này thì có ghế chỉnh điện này, và nhớ ghế là hai vị trí. Đây là cái phần nhớ ghế hai vị trí đấy. Nội thất thì còn rất là đẹp ạ. Và đã có đầy đủ option như là chống trơn trượt này, nâng chỉnh đèn pha này, cảm biến này, đây là cái phần này, cảm biến hoặc tắt cảm biến của xe, và chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu đấy. Tất cả về cái nội thất này thì còn rất là đẹp. Và cái điều quan trọng nữa ở cái phiên bản khác không có được chính là cái phần này, loa JBL. Loa JBL của xe đây ạ, lát nữa thì tôi sẽ quay và sẽ mở cái loa JBL cho quý vị các bạn cùng xem, nghe nó rất là hay. Tất cả keo chỉnh răng còn rất là đẹp, mặc dù chiếc xe này chúng tôi chưa dọn nhưng nó rất là đẹp đấy. Phía sau, táp đi cửa phía sau đây, răng khớp tất cả rất là đẹp đẹp ạ. Và chủ xe đã lắp thêm về cái rèm cửa đây, rèm cửa chủ xe đã lắp thêm cả bốn cánh đây. Tôi vừa mới sửa và chưa dọn dẹp đồ ra khỏi xe đấy ạ. Tôi để ở đây cái đã, đồ của chủ xe còn nguyên ở trên xe đấy ạ. Tất cả cũng rất là đẹp. Và điều đặc biệt ở chiếc xe Santa Fe này thì quý vị các bạn chắc là cũng ít quý vị các bạn biết đến ấy, là cái Santa Fe này nếu như mình gấp nội thất lại, gấp cái hàng ghế sau, hai hàng ghế sau để chúng ta gấp lại thì nó sẽ rất là rộng, nó sẽ như là một cái giường. Nếu như quý vị và các bạn gia đình muốn đi du lịch, picnic gì mà có thể ngủ tạm ở trên xe thì cũng rất là ok đấy. Mang theo cái chăn đi nữa là có thể ngủ được trên xe này rồi. Ghế này gấp lại rất là rộng rãi. Và cái điều đặc biệt ở chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận. Tôi phải nhắc lại một lần nữa là chủ xe rất là cẩn thận và kỹ tính. Chủ xe đã làm nên cái phần lót này rất là đẹp. Đây gọi là thảm 3D. 3D là chủ xe cũng đã lắp lên cho chiếc xe này rồi.
rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Nội thất này còn đẹp. Phải nói là quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Santa Fe thì đảm bảo đến là xem là ưng ngay. Vì chiếc xe này rất là đẹp và chủ xe rất cẩn thận. Và cái hàng ghế sau này đây ạ, tôi lật lên cho quý vị và bạn cùng xem. Về cái hàng ghế sau này thì là gần như là chưa có người ngồi đến. Hàng ghế thứ ba này đây, tôi lật tạm cho quý vị và bạn cùng xem để thấy được là nó còn mới còn đẹp như nào đây. Tất cả về cái nội thất này, cái hàng ghế thứ ba này chưa có người ngồi đến ạ, một số chỗ là còn chưa bóc ni lông được ạ. Cái hàng ghế thứ ba này chưa sử dụng đến. Và hàng ghế thứ hai thì cũng rất là đẹp. Đây, quay lại cho quý vị bạn cùng xem. Đây, hàng ghế thứ hai này rất là đẹp, rất là mới ạ. Rất là ít người ngồi cho nên là nó mới được đẹp như này. Thứ nhất là ít người ngồi, thứ hai nữa là chủ xe đi rất là giữ gìn. Chủ xe đi giữ gìn rất là cẩn thận ạ, cho nên là chiếc xe nó mới còn được đẹp như thế này ạ. Nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu mua xe mà tìm được đúng chiếc xe mà chủ xe lại giữ gìn cẩn thận như thế này thì quả là tuyệt vời ạ. Các cụ nói rồi, của bền tại người, cho nên là chiếc xe này rất là bền và rất là đẹp. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu tiếp thì quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với tôi theo số hotline 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Đây, cái rèm cửa hàng ghế sau, rèm cửa sau chủ xe cũng đã lắp hết rồi. Và cái điều đặc biệt tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là keo chỉ nó còn nguyên bản hết ạ. Tất cả keo chỉ này còn nguyên bản hết, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng. Và chúng tôi cũng cam kết luôn, chiếc xe này là không tai nạn, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Để tôi đọc qua, xe nước này xuống, xe nước này là chủ xe. Tôi mới vừa mới rửa qua đi thôi, cho nên chưa đợi nhiều. Chiếc xe này nó cũng gọi là tạm ổn thôi. Nếu như quý vị và bạn mà đến xem chiếc xe này vào ngày mai, chiều nay chúng tôi sẽ cho dọn đi. Ngày mai chiếc xe này nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Đây là cái ghế bên phụ đây ạ. Ghế bên phụ cũng được chỉnh điện. Ghế bên phụ cũng được chỉnh điện hết rồi. Và nó còn rất là đẹp đây. Đấy, tất cả còn rất là đẹp, rất là đều xe đây. Hiếm có mới có được chiếc xe như thế này đây. Ngay sau đây thì tôi cũng sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và bạn xem về cái phần nội thất của chiếc xe này cũng như cái phần táp lô. Để tôi sẽ bấm điện lên cái đã. Đây, đầu tiên là chúng ta màn hình xe đây. Đây ạ, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và bạn cùng xem phiên bản 2.0 SLX full kịch đồ đấy. Túi khí này, phiên bản này thì 12 túi khí rồi quý vị các bạn. Túi khí thì quanh xe rồi. 12 túi khí rồi. Chỗ nào cũng có túi khí ạ, cho nên là quý vị các bạn có thể đi thì rất là yên tâm. Chỗ nào cũng có túi khí luôn. Đây là cái phiên bản nội địa của Hàn Quốc cho nên túi khí nó mới nhiều như này ạ. Chứ còn phiên bản ở Việt Nam mình này không có nhiều đâu. Thứ nhất là túi khí, thứ hai là điều hòa này. Điều hòa 3 vùng độc lập. Cho nên là nó có cả ở những cái hàng ghế thứ ba, hàng ghế giữa và hàng ghế đầu tiên. Và là cái điều hòa tự động 2 vùng độc lập đây ạ. Đây chính là điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Và đây là cái đầu màn hình. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị bạn cùng xem. Và đối con chung đầy đủ rồi, vô năng được điều khiển. Còn đây là cục lạnh của xe. Cục lạnh của xe. Đấy, đấy chính là cái cục lạnh của xe. Sưởi ghế và sấy ghế đây. Sấy ghế cả hàng ghế phía sau. Đây là cái sấy ghế cho hàng ghế phía sau. Sấy ghế cho hàng ghế phía trước. Đây là tự động. Loa JBL, nghe tới đây tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái loa JBL. Đây, quý vị và bạn có thể xem được cái loa JBL. Quý vị và bạn xem loa JBL của xe này nó hay như thế nào. Đây, loa JBL. Đấy,
chính là cái loa JBL của xe. Tôi muốn mở thử cho quý vị bạn cùng xem. Gương sau là gương chống chói. Tương đối là nhiều option. Nóc đây ạ. Tôi sẽ mở cái nóc cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, chính là chiếc cửa nóc của xe. Đóng cửa nóc lại. Option thì tương đối là nhiều đấy. Và cái bản full này có thể nói là full kích đồ, không còn thiếu gì cả. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Santa Fe SLX này là cái phiên bản là cái động cơ 2.0 lít. Đây, thưa quý vị và các bạn, động cơ 2.0. Và tất cả là chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Ốc cabo tất cả là còn nguyên. Keo chỉ là còn nguyên hết ạ. Không có đâm đụng, không có tai nạn gì cả. Tất cả là còn nguyên bản hết đấy. Tôi cũng tranh thủ và giới thiệu cho quý vị và các bạn qua về cái phần động cơ này thôi. Tại vì là cái thời tiết rất là nắng nóng. Thời tiết cực kỳ nắng nóng và cái máy quay của chúng tôi dơ vào cái mặt máy này. Máy này cũng đang rất là nóng cho nên là máy không thể quay được. Có thể là chuẩn bị ngắt máy bây giờ đấy. Đây, keo chỉ này, tất cả về cái ốc còn nguyên bản hết đấy. Ốc, tất cả ốc máy nguyên bản hết ạ. Cam kết là chiếc động cơ này là không có đâm đụng, không có ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Ốc chân máy đây. Ốc chân máy còn rất là nguyên bản đấy. Tất cả còn rất là đẹp. Động cơ này là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp đi đâu ạ. Vì là chủ xe vừa mới giao cho tôi cái là tôi đem ra đây. Là tôi quay lên cho quý vị và bạn xem thôi. Trong cái lúc quay thì tôi cũng lau qua cái phần nắp bên trên này thôi. Cái phần bên trên này thì tôi cũng vừa mới lau qua đi để cho nó đẹp cái phần bên trên đi thôi một tí. Chứ còn bên dưới là còn nguyên bản hết đấy. Tất cả còn nguyên đấy ạ, nó còn bẩn như thế này đấy ạ. Chưa có lau dọn gì đâu, tôi cũng chỉ là phủi qua cái lớp bụi ở bên trên đi thôi. Để tôi quay em đây cho nó dễ nhìn, cho quý vị các bạn dễ nhìn thôi. Chứ còn xem nó còn nguyên bản như thế nào thôi. Nếu như mời quý vị và các bạn, nếu như quý vị và bạn có quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng của tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang nghe theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.